Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái cách để mà nhân giống cái cây bèo cái thủy sinh này nha cả nhà. Có người còn gọi là bèo tai tượng đó cả nhà. Thì cái bèo này hầu như là rất là dễ trồng ha. Chỉ cần nói thật thôi là có ánh nắng thôi là nó sẽ phát triển rất là tốt và nhiều ha. Mà ở dưới á, mà có bùn đồ á, thì nó càng phát triển xanh tốt nữa ha. Điều kiện đảm bảo để cho cái cây bèo này sống là nó chỉ cần ánh nắng thôi, ánh nắng càng mạnh, nước ở dưới càng nhiều, hoặc là có cái phù sa hoặc là có bùn gì đó thì nó càng phát triển mạnh ha. Còn nếu mình không có ánh nắng á, thì nó sẽ chết nha cả nhà. Đó, nó cần nắng nhiều lắm. Thì nhân giống cái cây bèo này đó cũng là rất là dễ cả nhà. Đó, trên cái nhánh của nó nè, cả nhà thấy nó có tách cây con ra đó, thì chẳng cần mình lấy cái móng tay hoặc là cái kéo gì đó mình cắt. Đó, mình cắt mình phân ra vậy, cái đoạn thân này mình bỏ đi ha. Đó, thì nó sẽ ra hai hoặc đó, nó ra một cái cây con mới, thì từ đó mình bỏ ra cái chỗ khác thì nó sẽ thành một cái búp bèo mới thôi ha cả nhà ha. Thực sự nhân giống cái cây bèo cái này rất là dễ ha. Đó, ai cũng làm được hết. Thì cái bèo này đó cả nhà, cái công dụng là cho ốc bu ăn rất là tốt ha. Ốc bu nó thích cái bèo này lắm. Đó, bèo tắm với lại bèo cái này nè. Đó, thường người ta trồng cái bèo này để mà nuôi ốc bu, còn không là nó là một cái nguồn để mà nó lọc hồ thủy sinh rất là tốt ha. Nó là cây thủy sinh để mà nó lọc nước đó, nó làm như là một cái máy lọc tự nhiên vậy đó cả nhà ha. Bên đây là hai cái thùng mình trồng nữa nè, cả nhà thấy không, chỉ cần có ánh nắng thôi nó phát triển rất là tốt. Thì ở dưới đó thì cả nhà có thể thả cá bảy màu cũng được, hoặc là những cái con cá mà nó dễ sinh sản đó, cái bèo này nó sẽ lọc nước làm cho cái con cá của mình rất là tốt ha cả nhà ha. Đó, thì cái cách để mà mình chia sẻ cái cách để mà nhân giống cái cây bèo cái này rồi nha cả nhà, rất là đơn giản ha. Cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha, đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha. Cả nhà đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nha cả nhà. Mình có cái kiến thức gì về thủy sinh hoặc là cá cảnh hoặc là trồng cây thủy canh hoặc là cây cảnh gì đó thì mình sẽ chia sẻ cả nhà hết, để ai cũng có thể trồng được cái cây, nuôi được con cá ha. Cái này là mình bỏ ngoài trời hoàn toàn luôn nè cả nhà. Cả nhà thấy bèo xanh tốt phải chưa, rất là tốt luôn ha. Mà có gì đâu, phân thải cá ra là nó cũng là một cái nguồn chất dinh dưỡng cho